Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 15 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi sẽ trên 150mm. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào ban đêm và sáng. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung về đêm và sáng với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, khu vực Trung du đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi sẽ trên 39 độ C. Trên biển, đêm nay ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét.